Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thế trận toàn dân từ thời chiến vẫn còn phát huy tác dụng trong việc cai trị. Ngày 19 tháng 8, AFA bình luận chiêu dùng dân trị dân đang được áp dụng triệt để. Theo đó, báo Nhà nước thời gian qua thường dùng các cụm từ như người dân yêu cầu, cư dân mạng mong muốn khi đề cập đến việc đội ngũ công an tại các địa phương ra tay giải quyết sự việc bị cho là sai phạm, vi phạm quy định pháp luật. Hình ảnh bài trên AFA. Mới đây vào ngày 18 tháng 8, truyền thông nhà nước đồng loạt loan tin về một hoa hậu chế lợi quốc ca. Không ít báo giật tít như người nổi tiếng chế lợi quốc ca, cư dân mạng mong muốn công an vào cuộc. Hành vi bẩn cợt chế lợi quốc ca của một phụ nữ đang gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người mong muốn công an vào cuộc. Những tiêu đề gần giống như vậy, theo một số nhà quan sát chính trị, chẳng qua là chiêu thức của các cơ quan chức năng trong việc dụng dân để trị dân. AFA dẫn nhận xét của ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội ở Sài Gòn, cho rằng: Theo tôi, những người chỉ trích việc chế lợi quốc ca, đa số không phải là dân, mà là lực lượng dư luận viên của đảng. Cho nên đây là việc giả dân để trị dân thì đúng hơn là dùng dân để trị dân. Những dư luận viên đông đúc đó sẽ có các bài viết chim mồi để thao túng tâm lý người dân, khiến cho dân chúng cứ ngỡ là cả xã hội đang có chung một quan điểm, và dân phải đi theo quan điểm đó. Theo ông Quân, khi một ai đó đi lệch quan điểm chung hoặc làm những điều ngược ý đảng cầm quyền, thì cũng chính lực lượng giả dân này sẽ lừa mị đám đông để xử lý họ. Ông Quân nói tiếp, trước mắt thì chỉ tìm cách phong sát những người nổi tiếng, nhưng về lâu, về dài, thì sẽ khiến Việt Nam tràn ngập tin giả một chiều có lợi cho nhà cầm quyền, từ đó bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người dân. Như vậy, càng ngày Việt Nam sẽ càng tụt hậu vì không ai dám lên tiếng chống lại bất công, thì xã hội sẽ ngày càng nhiều bất công hơn, mà xã hội nhiều bất công thì rất dễ bùng nổ xung đột giữa các bên. Hình ảnh tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. AFA trích dẫn báo Nhà nước ngày 18 tháng 8 đưa tin về việc một người ghép ảnh mặc trang phục công an để câu view và bị phạt 7,5 triệu đồng. Đồng thời không quên lưu ý, Công an Hội An khuyến cáo người dân tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật để góp phần định hướng dư luận, làm sạch nguồn thông tin trên môi trường mạng. AFA dẫn ý kiến của một người dân ở Việt Nam cho rằng, Nhà nước Việt Nam dù không ban hành chính sách cụ thể, nhưng rõ ràng vẫn đang ngấm ngầm dùng dân trị dân. Người này đặc biệt nhắc tới vai trò của Mặt trận Tổ quốc với chủ trương toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp phường, xã, huyện. AFA dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, cho rằng những giá trị trước đây được coi là thiêng liêng thì bây giờ người ta không coi là thiêng liêng nữa. Những nhân vật trước đây người ta sùng kính, bây giờ người ta thấy cũng rất tầm thường. Đây là một tâm trạng có thật trong xã hội hiện nay, cho nên những chế giễu quốc ca nằm trong tình hình ấy. Đó là do có tình trạng tinh thần bất an, không tin tưởng, không mong đợi điều gì tử tế. Đó là tâm lý phản ánh thực trạng xã hội hiện nay, một tâm lý cũng bình thường trong xã hội Việt. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho biết thêm, AFA dẫn nhận xét về đề tài liên quan đến việc quản lý nhà nước của một nhà báo ở Việt Nam, cho rằng chiêu dùng dân trị dân sẽ làm cho xã hội nhìn bề ngoài có vẻ yên ắng, nhưng thực chất đó lại là một xã hội ù lì và đang liệm dần. Bởi vì nguy hại của chính sách dùng dân trị dân là phá nát nhân tâm, từ người dân có quyền theo dõi nhau, rình mò nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Thế trận toàn dân từ thời chiến vẫn còn phát huy tác dụng trong việc cai trị. Kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam đã thất bại, một phần do đàn áp xã hội dân sự. Ngày 21 tháng 8, AFA tiếng Việt cho hay dự án 88 đàn áp xã hội dân sự làm suy yếu quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. AFA cho biết một báo cáo mang tên Ngày tận thế sắp đến dài 56 trang bằng tiếng Anh công bố ngày 15 tháng 8 của tổ chức phi chính phủ chuyên vận động cho nhân quyền ở Việt Nam, dự án 88 Project ATA, cho rằng việc chuyển đổi sang năng lượng sạch trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP, một tuyên bố chính trị được thiết lập bởi Việt Nam và nhóm đối tác quốc tế đang thất bại. Hình ảnh bài trên AFA. Theo AFA, đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng
được thông qua và công bố ngày 14 tháng 12 năm 2022. Theo đó, các đối tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. AFA dẫn kết luận của dự án 88 rằng, cho đến nay, tất cả các bên đều không thực hiện đúng cam kết của mình trong thỏa thuận. Theo đó, các nước giàu tài trợ cho đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam chỉ cung cấp 2% trong tổng số tiền đã hứa dưới dạng tài trợ không hoàn lại. Số còn lại là cho vay theo lãi suất thị trường mà Việt Nam không muốn chấp nhận vì lãi suất cao. Dự án 88 khuyến cáo các quốc gia giàu cần cung cấp các khoản tài trợ không hoàn lại và không đưa Việt Nam trở thành con nợ của mình. Vẫn theo AFA, đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng được trông đợi giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, dự án 88 nói Việt Nam ưu tiên an ninh năng lượng bằng cách tiếp tục tăng cường sử dụng than hơn là chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu xanh và sạch. Việt Nam hiện có 75 nhà máy và có kế hoạch xây dựng ít nhất 8 nhà máy nữa. AFA nhắc lại vào tháng 6 năm 2023, sau khi miền Bắc thiếu điện do nhiệt độ cao và sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện suy giảm vì thiếu nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu các cơ quan chính phủ tăng sản lượng than và khí đốt. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP26 tháng 11 năm 2021. AFA dẫn lời ông Nguyễn Phạm Mười, một nhà quan sát thời cuộc ở Hà Nội, cho rằng nhiều năm qua, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam liên tục thua lỗ nên yêu cầu EVN hạn chế chạy nhà máy điện than là không thể vì điện than giá rẻ hơn điện khí. Hơn nữa, ban lãnh đạo EVN chỉ có nhiệm kỳ vài năm nên họ sẽ không nghỉ cho 20 năm sau. AFA tiếp tục dẫn báo cáo của dự án 88 cho rằng tự do lập hội và tự do ngôn luận đặc biệt quan trọng đối với chính sách khí hậu. Tuy nhiên, Việt Nam thường xuyên vi phạm các quyền này, đặc biệt là đối với các nhà hoạt động vì khí hậu. Dự án 88 nêu ra dẫn chứng, kể từ năm 2021 đã có 6 nhà lãnh đạo chủ chốt chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam bị cầm tù. Đó là bà Nguyễn Thị Khanh, ông Đặng Đình Bách, ông Mai Phan Lợi, ông Bạch Hùng Dương, bà Hoàng Thị Minh Hồng và bà Ngô Thị Tố Nhiên. Trước khi bị bắt, họ vận động thành công chính phủ cam kết phi carbon hóa nền kinh tế, đỉnh điểm là tuyên bố về mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26 vào tháng 11 năm 2021, dự án 88 cho hay. AFA cũng cho biết dự án 88 nhắc lại việc Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 24 vào tháng 7 năm 2023 với mục tiêu bảo đảm không có ảnh hưởng từ nước ngoài trong quá trình hoạch định chính sách và dập tắt các nỗ lực của các nhà hoạt động nhằm định hình chính sách nhà nước và thúc đẩy cải cách pháp luật. Do vậy, hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài, bao gồm cả tài trợ khí hậu, đã bị giữ lại. Tính đến tháng 5 năm 2024, không có khoản tiền nào của đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng được giải ngân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam đã thất bại, một phần do đàn áp xã hội dân sự. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.